Để phát được cái âm vật, chúng ta để răng trên chạm vào môi dưới, sau đó đẩy luồng hơi từ từ ra ngoài qua cái khe giữa môi và răng ấy. Và phát cái âm này thì chúng ta phát giống âm vờ của tiếng Việt ấy, vờ vờ vờ. Chúng ta sờ vào cổ họng đi, con sờ vào cổ họng đấy, con sẽ thấy cái thanh quản của con nó rung lên đấy, vờ 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 đó. Các con đặt tay lên cổ đi, nào, vờ 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 vờ. I V V.